Draymond Green đã đặt mục tiêu vô địch mùa này. Sau khi Golden State Warriors bị loại khỏi vòng playoff, huấn luyện viên Steve Kerr đã có những chia sẻ thú vị về cậu học trò của mình. Sau tất cả nỗ lực của Stephen Curry và các đồng đội, thật đáng tiếc cho Golden State Warriors khi họ phải dừng chân sau vòng play-in và chỉ có thể tận hưởng không khí playoff qua TV. Hai trận thua trước Los Angeles Lakers và Memphis Grizzlies có lẽ là những thất bại khó nuốt trôi nhất trong sự nghiệp của Draymond Green, nhất là khi anh đặt mục tiêu rất cao ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Steve Kerr chia sẻ trong chương trình Tolbert, Kruger and Brook, điều thú vị là Draymond Green thực sự muốn giành thêm một chiếc vô địch ở ngay mùa giải năm nay. Anh ấy muốn trở lại ánh đèn sân khấu, bước lên bục vinh quang cùng các đồng đội. Đó là động lực rất lớn của Green ở mùa hè này. Nhưng đó cũng là một phần lý do khiến chúng tôi rất thất vọng khi không thể góp mặt ở playoff mùa này. Nhưng nếu nhìn một cách tích cực thì chúng tôi có mục tiêu rất lớn. Chúng tôi không sợ hãi bất cứ điều gì, bất cứ đối thủ nào. Nhắc tới Golden State Warriors, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến cái tên Stephen Curry. Thế nhưng, khi những ngôi sao như Kevin Durant ra đi, Klay Thompson dính chấn thương, người ta mới càng nhận ra vai trò của Draymond Green. Không đóng góp quá nhiều ở mặt điểm số, tuy nhiên, những con số rebound và assist của siêu nhân xanh lá luôn nằm trong top đầu của đội bóng. Hơn hết, khả năng phòng ngự ấn tượng biến cầu thủ 31 tuổi trở thành hung thần trong mắt đối thủ. Luôn ra sân với hơn 100% tinh thần. Vì vậy, không quá bất ngờ khi Draymond Green đặt mục tiêu vô địch dù với lực lượng của Golden State Warriors mùa này. Tham vọng ấy có phần xa vời, tuy nhiên, đó luôn là cách để anh thúc đẩy tinh thần những người đồng đội trẻ. Trước đó không lâu, Draymond Green từng tuyên bố mình là tay phòng ngự vĩ đại nhất NBA. Draymond Green chia sẻ với Postcard Dap Talk, tôi nghĩ mình là cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất trong thế giới bóng rổ. 100% tôi nghĩ vậy. Câu hỏi được đặt ra cho Green là hãy kể tên một số cầu thủ mà anh cảm thấy ấn tượng về khả năng phòng ngự xuất sắc. Draymond đã nhắc tên Ben Simmons, nhưng rồi chuyển hướng câu trả lời. Tôi nghĩ rằng mình nhìn nhận trận đấu khác với phần còn lại của bóng rổ. Tôi nghĩ rằng bản thân có những góc nhìn rất khác. Khi nói đến một cầu thủ phòng ngự xuất sắc, bạn sẽ nghĩ ngay đến những yếu tố như khả năng phản ứng, sự lì lợm, phán đoán từ trước sớm các tình huống. Và quan trọng nhất là khi kết thúc một pha bóng phòng ngự tốt, bạn phải rebound được quả bóng. Tôi nghĩ rằng mình rebound đủ tốt. Và khi nhìn sang các khía cạnh cần có kể trên để trở thành một cầu thủ phòng ngự xuất sắc, tôi nghĩ mình xuất sắc trong từng khía cạnh một. Vì vậy, tôi thấy mình là cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất từng thi đấu tại NBA. Tôi nói như vậy đó, và tôi sẽ kiên định với ý kiến này. Tôi sẵn sàng đặt mình lên trước bất kỳ đối thủ nào. Với các cầu thủ hàng đầu, việc họ tự tin vào bản thân và tin rằng mình là cầu thủ xuất sắc nhất là điều không có gì mới. Sự tự tin, đôi khi là sự tự tin thái quá, vẫn là một phần quan trọng trong công thức thành công của họ.